chào các bạn. Hôm nay là 20 tháng Chạp. Tôi đi dạo quanh hội Hoa Xuân Canh Tí 2020 tại thành phố Tân An các bạn. Các cháu có hình ảnh gì mà đẹp rồi tôi truyền tải lên cho các bạn xem nha. Đây là hội chợ Hoa Xuân Canh Tí 2020 tại thành phố Tân An. Đây là những cây kiểng lớn trưng bày tại Hội Hoa Xuân Canh Tí 2020 tại thành phố Tân An. Bữa nay ngày 20 tháng Chạp, hôm qua còn về tiếp tục nữa các bạn. Tôi sẽ cập nhật hôm qua cho các bạn xem. Hôm nay có những bông nào quái không, đẹp không, quái không, truyền tải lên cho các bạn xem. Đây là những cây bông trang. Đây là những chậu tắc loại nhỏ. Mai Chiến Sĩ.
mai ở đây trổ rồi, bung cho lụa rồi, chưa 23 bung cho lụa rồi. Những chậu cúc khổng lồ, đây là chậu cúc nhỏ.
Vừa rồi là một gốc hội hoa xuân 2020 tại thành phố Sơn La, chia sẻ đến các bạn tới đây xin tạm dừng nha. Tôi sẽ cập nhật hội hoa xuân 2020 tiếp theo, những ngày tiếp theo các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem.